nghệ sĩ Dân Thu Hiền đã về với chương trình Khách Mời Văn Nghệ Sĩ của chúng ta. Mời chị. Trước hết xin mời chị có lời chào với khán giả của trong trường quay cũng như khán giả của Đài Truyền Hình Hưng Yên ạ. Trước tiên thì cho phép Thu Hiền được gửi tới toàn thể các anh các chị và lời cảm ơn rất là sâu sắc và chúc sức khỏe tới lời chào trân trọng nhất. Và đặc biệt là Thu Hiền xin cảm ơn tới ban lãnh đạo cũng như là đạo diễn và các anh chị em kỹ thuật của Đài Truyền Hình Hưng Yên đã tạo cái điều kiện cho Thu Hiền được trở về Hưng Yên, nơi mà cái mảnh đất này đã từng nuôi Thu Hiền để đi vào miền Nam chiến đấu lúc đến 15 tuổi. Và hôm nay được trở về để trả một cái nghĩa một chút nho nhỏ với quê hương. Dạ. Vâng, thưa nghệ sĩ Nhân Thu Hiền và thưa tất cả quý vị có mặt trong trường quay của Đài Hưng Yên. Chị Thu Hiền đơn ca cũng là có thể nói là một giọng nữ rất xuất sắc, rất đặc biệt, rất hay. Thế mà chị Thu Hiền song ca cũng rất là tuyệt vời. Tôi nhớ là khi nghe chị Thu Hiền song ca với nghệ sĩ Cửu Hưng này, song ca với nghệ sĩ Trung Đức này, và gần đây tôi có lập lại băng thì thưa chị Hiền là chị có song ca với một bài hát của anh cùng với nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà, cái bài hát là Hát Với Con Đê Quê Hương đấy. Lâu lắm, rất lâu, nhưng hình như con đê là của về Hưng Yên, sông Hồng đấy, rất rất đúng con đê. Nhưng mà trở lại những bài song ca của chị Thu Hiền với lại nghệ sĩ Cửu Hưng đấy, từ Giọng Châm Bầu, Người Xưa Kẻ Gỗ, Dòng Sông Quê Anh, Dòng Sông Quê Em, và rất nhiều bài song ca. Và tôi cảm giác là chị Anh Đồng Sông Quê Sông, vâng, có thể nếu mà tính về song ca Việt Nam thì có thể chị Thu Hiền nhất song ca, vừa nhất đơn ca vừa về song ca, chị Thu Hiền là người song ca hay nhất của Việt Nam. Em nghĩ là thế này này, vâng, không có cái gì là nhất đâu anh ạ, mà có lẽ là nếu mà để lại tác phẩm thì Thu Hiền cũng xin nói là trên làn sóng và trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam cũng như là Đài Phát Thanh Giải Phóng và cũng như là băng đĩa thì Thu Hiền có trên 500 bài hát rồi. Thưa các bác anh chị, rất tiếc là chúng tôi cũng không thể được mời được nghệ sĩ Cửu Hưng hay là nghệ sĩ Trung Đức về được một cái dịp với chị vì công lý do, nhiều lý do khác nhau. Thế nhưng hôm nay mời các bác, các anh chị và các cháu nghe nghệ sĩ Thu Hiền và nghệ sĩ Cửu Hưng song ca bài hát Người Xưa Kẻ Gỗ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua cái băng của đài chúng tôi.
Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam là một cái nôi của con chim đầu đàn của ngành văn hóa. Và Thu Hiền cũng may mắn là cũng được sau khi mà ra quân ở chiến trường ra thì có được trở về nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Thu Hiền nghĩ là Thu Hiền cũng là một thế hệ rất là sau. Đầu tiên phải có cô Tân Nhân, cô Thanh Huyền, chú Quốc Hương và những ca sĩ rất là nổi tiếng, Trần Hiếu, là Bích Liên, là đều ở trong nhà hát đấy, cái nôi của nhà hát ca múa nhạc. Thì Thu Hiền cũng là thế hệ gọi là thế hệ thứ ba. Và thì tiếp nối thì thực sự là cũng học tập của các cô chú đi rất nhiều. Và đặc biệt thì Thu Hiền thì không được qua các trường lớp đào tạo về chính quy, về cái ngành thanh nhạc này. Nhưng mà tôi đã có những cái 4 năm về sân khấu. Sau đấy thì có được gửi đi học nhạc viện, thì cũng gọi là ngày xưa gọi là hàm thụ. Thì tôi cũng học được ở chị Thanh Huyền, anh Kiều Hương rất nhiều. Và thực tế thì là học, nhưng mà thực ra là hành là rất là nhiều. Vì là mình chiến trường cũng như là tất cả cái thực tế đã để lại cho mình một cái gọi là một cái mình gọi là nhiều những cái mà mình khó nói lắm. Bởi vì là tôi không khéo nói, mà tôi chỉ gọi là biết học tập và biết làm thôi. Thì tôi nghĩ rằng là mình chỉ đi theo các anh các chị đấy và học lại những cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm trong cuộc sống và trong cuộc đời, trong chiến trường và về sau khi hòa bình, thì tôi chỉ có tâm niệm là đi theo một dòng, là đó là một dòng gọi là dòng mang màu sắc dân gian. Chứ tôi cũng không phải là hát dân gian hẳn, mà tôi hát những ca khúc mang màu sắc dân gian. Nhưng tôi nghĩ là nó cũng là nguồn cội. Và tôi cũng nghĩ là tôi sẽ hát ba miền. Tôi hát ba miền và tôi nghĩ là để thể hiện cái tấm lòng của mình, yêu cái quê hương mình và yêu cái dòng nhạc, yêu những cái câu ca của mẹ mình, của ông bà mình đã để lại cho mình. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tất cả những ca khúc của tôi hát thì là tôi nghĩ là đã mang màu sắc đậm của ba miền. Đúng là chị rất yêu các cái miền quê, yêu đất nước, và cho nên có rất nhiều cái đĩa DVD hoặc đĩa CD về các cái tỉnh ấy. Từ dạ. Nghệ An, Hà Tĩnh hay là về phía Bắc này, hoặc đặc biệt về Huế. Dạ. Chị có xuất bản 10 mấy ca khúc về Huế. Thế thì các bác anh chị ở đây muốn là chị hát phải đầy đủ cái tuyển tập, cái dòng nhạc về Huế, những bài hát về Huế chắc là không thời gian. Thế thì các bác anh chị có muốn gửi gắm chị hát độ 2 bài thôi. Dạ. Một dạ. cái bài của Châu Kỳ là Thương về Cố Đô, và bài thứ hai là bài Ai Ra Xứ Huế. Dạ. Của nhạc sĩ Duy Khánh. Dạ.
Huế thì bao giờ nó cũng rất là buồn, và cái phong thái của người Huế là không có vội. Cho nên là Thu Hiền cũng nghiên cứu rất nhiều, cho nên là từ bước đi cho đến trang phục, cho đến những động tác mình phải rất Huế. Vì người Huế là rất là kỹ, và ăn nói thì nó sâu thẳm mà mình khó hiểu người Huế lắm. Cho nên là trước khi hát những ca khúc về Huế thì Thu Hiền đều phải tìm hiểu những cái danh từ, rồi những trang phục, rồi cách ăn nói ý tứ của người Huế là cái gì cũng rất là đoan trang và rất là không vội vã. Thì sau đây thì Thu Hiền xin gửi tới một bài hát Huế nữa mà nhạc sĩ Duy Khánh đã viết về giới thiệu về Huế là Ai ra xứ Huế.
bạn còn thương bạn biết gửi sầu về nơi mô, tức là gửi sầu về nơi đâu đấy. Tức là để cho các em, các cháu đây hiểu hơn một, dạ, một cái ca từ Huế. Dạ. Và đúng như chị Hiền nói đấy thì cái Huế để lại rất là nhiều những cái tình cảm, những cái cảm xúc cho các nhà văn, nhà thơ sáng tác về đất Huế. Thế và với chị Thu Hiền thì ngoài một hai bài hát chị vừa hát thì mình rất thích muốn nghe chị hát những gì Mắt Huế này, Huế Đêm Trăng này, hoặc là Chùa Huế Từ Đàm Quê Hương Tôi, dạ, Huế vâng, xưa, rất nhiều bài nhưng thôi chúng ta còn để chị tì hát một vài miền quê sắp tới miền quê với khác. Nhưng mà cũng để một lần nữa như chị Hiền tâm sự đấy, người Huế rất là đoan trang, rất là hiền thục và rất là nắn nót trong lời ăn tiếng nói của mình. Vì cũng thưa các anh chị là tôi được chứng kiến ấy, người Huế họ hầu như không nói to, bao giờ cũng nói năng nhỏ nhẹ. Dù ở trong phòng ăn hay trong gia đình hay là nơi chợ búa họ cũng rất nhẹ nhàng, con trai gái như thế. Đấy là một ý. Cái ý thang là họ ý tứ như chị Hiền nói đấy. Ví dụ như tôi nhớ là con trai con gái Huế không ngồi chung ở trên giường, họ rất là kiêng. Cái giường của mình thì sinh viên là bắt tôi ngồi vào giường là ngồi với nhau, con trai con gái ngồi ở trên giường nhau. Không, người Huế là nếu con trai ngồi giường thì con gái đứng nơi khác, và nếu con gái ngồi giường thì con trai không ngồi giường của họ. Đấy, tôi nói người Huế ăn ở rất là nắn nót và cẩn thận như vậy. Và Thu Hiền xin chen với anh một chút xíu là Thu Hiền kể một cái kỷ niệm ở Huế. Sau khi mà Thu Hiền quay cái bài Huế xưa thì là quay nó quá trưa rồi, thì mới đói quá mới chạy sang một cái hàng bên cạnh ấy. Thì là thấy người ta đề là bún bò Huế, đúng cái mình thích rồi. Thì vào mới thấy mà em bé, em cô gái chứ không phải là em bé, nhưng mà cũng chắc là tuổi cũng đương trẻ vậy. Em ơi, cho chị xin một tô bún để chị ăn nhanh thì chị vào chị quay. Thì em bảo dạ. Thế xong là Thu Hiền ngồi mãi, nhìn đồng hồ đến nửa tiếng đồng hồ rồi. Em ơi có chưa? Dạ. Cứ dạo mãi thế mà sao lại? Ơ thế thì có hay không để cho chị không? Chị phải đi vào quay rồi đến bây giờ. Dạ, chị bình tĩnh. Ủa? Thế mà thế thì có khó hay không để cho chị đi chứ bây giờ gần hơn cả nửa tiếng rồi mà. Dạ, chị bình tĩnh thông cảm chứ mà mới đi chờ. Ôi trời ơi. Chứ mà mới đi chờ mà ngồi gần một tiếng đâu. Đấy cho nên cái người Huế là không có vội một gì hết mà cái gì cũng già hết. Bây giờ mời chị hát về Quảng Bình Người Tơ ơi, để cho các bác anh chị thưởng thức lại cái này. Và vì thưa chị Hiền là dưới đây có các cái mấy anh Hà, mấy là câu lạc bộ Phố Hiến đấy, anh chị đang biết thổi sáo đàn mà suốt ngày thổi sáo cái bài Quả Mười Tư đấy. Ô, thế anh lên đi khoan hộ cho Hiền được anh được. Ở đấy thôi, anh Hà lên được không? Có khoan lên cho em được không ạ? Khoan. Ở đấy thì em bài Hà nào khoan được nữa không ạ? Lên khoan. Chị nào khoan được không? Ừ, các bạn chị lên cho vui. Lên chị lên lên hát đi.
chỉ xin làm một người nghệ sĩ hát cho công chúng, và cũng đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm nay là 24 năm rồi. Và Thu Hiền đó là nghĩ rằng một cái vinh dự cho mình và cả gia đình mình, và đã đi theo một dòng nhạc. Và một cái điều Thu Hiền nghĩ thế này, Thu Hiền tuy là không phải là giảng viên của Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng Thu Hiền đã từng được kết hợp các cô giáo và những trưởng khoa của thanh nhạc của Nhạc viện Việt Nam gửi sang cho Thu Hiền dạy. Mà để trong các cuộc thi sau mai thì Thu Hiền cũng kính thưa cũng xin là nói một chút, vì cũng không phải là mình quá khiêm tốn, nhưng mà mình cũng đã truyền lửa được lại cho các em. Cho các em, vì các em là một cái thế hệ trẻ, các em được học hành qua các trường lớp và các em được đào tạo một cách cơ bản, nhưng các em chưa có một cái trường đời. Thì Thu Hiền có một cái trường đời và có những, mình có nhiều cái kinh nghiệm trong những năm tháng chiến tranh, rồi năm tháng khi hòa bình, mình vẫn hát bằng trái tim và vẫn được công chúng cảm nhận. Và cho đến nay thì Thu Hiền cũng rất tự hào, và Thu Hiền đã dạy được qua 9 lớp, 9 lần sau mai. Thì các học sinh của Thu Hiền đều là các em được học hành tại Nhạc viện, và các em đã học được, kết hợp được những cái kỹ thuật và những cái cơ bản và những cái của nhạc Việt đã dạy rồi. Thì Thu Hiền dạy cho các em những cái kinh nghiệm, những ca khúc hát như thế nào cho nó đúng vùng miền, hát như thế nào cho nó đúng bài hát, với những tình cảm, với những phát âm của dòng nhạc dân gian. Thế thì Thu Hiền nghĩ cũng tự hào là cũng được 9 lần dạy các em trong 9 khóa, thì các em đều là giải nhất, giải nhì, giải ba. Thì nếu như dạy 3 người thì được 3 người nhất, nhì, ba. Mà nếu dạy 2 người thì 2 người đấy cũng được giải nhất, giải nhì. Thì cái niềm đấy là cũng là cái tự hào là mình đã truyền lại được cho em cái ngọn lửa, và các em thì lại truyền lại được cho mình là cái sức trẻ. Cho nên là Thu Hiền nghĩ là cái gì nó cũng phải kết hợp, nhất là nghệ thuật thì nó sẽ phải kết hợp giữa trường và đời, thì mới trở thành một người nghệ sĩ thực thụ. Mà để hát mà mình hát được truyền tải được cho công chúng, cũng như là mình truyền được cái ngọn lửa và những năm tháng mà mình đã cống hiến ở chiến trường. Cảm ơn những cái dòng tâm sự của chị Thu Hiền nhắn gửi tới các cái ca sĩ trẻ. Làm sao mà như chị căn dặn là phải kết hợp giữa cái nghề với cái đời, và trường đời rất quan trọng để mà tạo thành ngọn lửa để gửi tới công chúng và rèn luyện bản thân mình. Dạ. Chị Thu Hiền hát mấy bài rồi nhưng mà giọng vẫn rất khỏe. Thế nhưng mà thôi thì cũng để chị còn công việc. Thế thì xin mời chị hát không một đôi bài nữa. Không phải là có việc, vâng. Mà thế này, mà để Thu Hiền lại còn được trở lại. À vâng, lần sau về Thu Hiền, vâng. Chứ không phải là... Vâng. Vì lần này ra Bắc ấy, thì là Thu Hiền chỉ nghĩ là đi ra đây để được gặp các anh, các chị ở trong đài. Vâng. Và qua các anh, các chị để Thu Hiền gửi tiếng hát của mình được nhiều hơn nữa với nhân dân Hưng Yên. Và đặc biệt là gửi tới những cái người mà Thu Hiền cũng rất là yêu quý và đi tìm. Vâng. Đấy, như chị nói là có ngày xưa sống 6 tháng ở Văn Lâm. 6 tháng Lạc là học thôi. À, học ở Văn Lâm. Một năm Văn Lâm. Dạ, thế vâng. Rồi có bạn trai đầu tiên là quê ở Diên Lữ. Thế đấy. Chưa phải rất là nhiều bạn tình cảm. Trai đâu. Vâng. Vâng. Một cái gọi là một tình bạn hay là một sự quen biết rất là tha thiết, rất là lưu luyến. Đấy. Vâng. Bây giờ xin mời chị tiếp tục tặng khán giả của Đài Truyền hình Yên cũng như các anh chị ngồi trong trường quay ca khúc Người gái sông La của nhạc sĩ Doãn Nho.
cũng xin phép một chút là thế này, tại sao Thu Hiền không hát một khúc tâm tình? Bởi vì là chắc là Thu Hiền để dành lần sau. Nhưng vì cái bài hát Người con gái sông La này, nó của nhạc sĩ Doãn Nho, nói về những người con, những cái người, những thế hệ thanh niên xung phong. Cái đôi mắt của người ta đẹp đây không phải là chỉ bằng hình tượng đâu, mà đẹp bằng cái lòng quả cảm và đồng lộc. Và chính Thu Hiền đã được chứng kiến trong những cái ngày tháng mà mời cô gái đồng lộc, cho nên là cái xúc động ở cái bài hát này, tuy là không thể hát hay được bằng các em theo đúng cái dòng nhạc này, nhưng Thu Hiền đã hát bằng cái tình cảm của khi mà đã sống ở Đồng Lộc, và đó là năm 1967 sang 68 là Thu Hiền đã được chứng kiến cái cảnh mời của các chị. Mà thu hồi đấy thì không phải là mời các chị đâu, mà chúng ta hy sinh rất là nhiều, nhưng mà chúng ta lấy điển hình cái mời cô gái Đồng Lộc. Đó là những cái cô gái đều, các chị đều có chưa có gia đình. Và lúc đấy thì là Thu Hiền cũng là, trước khi đi vào Nam thì có ở Hà Tĩnh, là đó là năm 67, 68. Cho nên là vẫn nhớ những cái kỷ niệm sau khi ở Quảng Trị ra thì được chứng kiến cái cảnh đồng lộc đấy. Cho nên hôm nay cũng muốn giới thiệu với quý vị khán thính giả xem truyền hình một cái bài hát và một cái mảnh đất Thu Hiền cũng đã tình sâu nghĩa nặng. Xin cảm ơn chị. Thưa chị là hôm nay để thay mặt cho khán giả của Đài Hưng Yên, rồi thay mặt cho công chúng, rất cảm ơn chị đã về với Hưng Yên Phố Hiến. Thế và chị đã có tâm sự và hát tặng các khán thính giả trong trường quay cũng như khán giả của Đài Truyền Hưng Yên rất là nhiều. Và những cái ca khúc rất là động viên các cái thế hệ con dân Việt Nam, rồi để chúng ta xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Thế và chúng tôi đề nghị là tí nữa chị hát kết chương trình bằng bài ca thống nhất của nhạc sĩ Võ Văn Di, để thấy rằng cái non nước Việt Nam ta như gấm hoa, thế và hai miền Nam Bắc phải cùng nhau xây dựng kiến thiết nước nhà. Thế và giới nhạc sĩ của chị, giới ca sĩ của chị đóng góp rất nhiều vào cái tiến trình xây dựng đất nước, để động viên mọi người làm sao cho chúng ta có một cái đời sống tinh thần phong phú. Thế và thay mặt cho Đài Truyền Hưng Yên và thay mặt cho khán thính giả, kính chúc chị sức khỏe để tiếp tục giọng ca Thu Hiền, tiếp tục bay bổng để đóng góp cho cái nền âm nhạc Việt Nam. Và xin chúc chị sức khỏe và hẹn gặp lại chị ở Hưng Yên Phố Hiến. Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn ạ. Biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu, những con tàu ra bắc vào nam. Biển trời quê ta rộn vang tiếng ca, mắt nam một nhà vui, một nhà vang tiếng hò khoa. Trời tỏa nắng, nắng lan núi ngàn, một mùa đông giá băng vừa tan, bạn mình ơi đón vui xuân về hân hoan. Biển trời xuân sang, bắc nam sum họp một nhà đông vui, vui huy hoàng. Biển trời xuân sang, con chim reo mừng trở về quê hương mến đời, tự do gió xuân về, đời tự do gió xuân về.
biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu, những con tàu ra bắc vào nam, biển trời quê đó rộn vang tiếng ca. Mắc na một nhà, vui một nhà, vang tiếng hò quan. Khoan dô khoan, trời Việt Nam gió reo nắng cười, đàn bồ câu tắm trong vàng tươi, người Việt Nam đón xuân xây đời. Tương lai biển trời quê ta, bao năm chia rời cuộc đời chia đôi, đôi phương trời biển trời. Lòng bao nao ước mơ, ôi biển trời bao la đã sạch bóng thù, từ bắc vô nam cờ sao tưng bừng, người Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam đón xuân về. Việt Nam gió reo nắng cười, đàn bồ câu tắm trong vàng tươi, người Việt Nam đón xuân xây đời. Tương lai biển trời quê ta, bao năm chia rời cuộc đời chia đôi, đôi phương trời biển trời quê. Tỏa lòng bao năm em ước mơ, ôi biển trời bao la đã sạch bóng thù, từ bắc vô nam cờ sao tưng bừng, người Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam đón xuân về, người Việt Nam.